chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục giới thiệu với các bác những cái mẫu bát loa rời các bác nhé. Thì trước mặt các bác đây, đây chính là một chiếc loa RCF đấy, một chiếc bát 30 đấy, có công suất rất là lớn. Riêng một cái chiếc loa này nó đã có công suất lên tới là 450W và chở công suất mắc của nó lên tới 900W, và trên cái dòng loa này thì nó đều có thông số hết cho anh em này. Đây, em sẽ đọc qua cho các bác và anh em nhé. Đây là một chiếc RCF này, có mã này, bát này nó có mã luôn ạ, NF12G301 này. Đây ạ, kích thước là của nó là 12 inch, tức là bát 30 nhé. Đấy, công suất mắc của nó lên từ 900W và công suất liên tục là 450W này. Đấy, vocal 3 đường tiếng nhé, 3 inch này. Em xin lỗi ạ, vocal của nó là 3 inch nhé, tức là cái nời của nó này các bác, cái dải chung nhé các bác nha. Đấy, rồi chở kháng của nó là 8 ohm và cái giải thấp của nó đánh rất là ấn tượng này. Không kém gì một cái bát xúc luôn ạ. Giải thấp nó có thể thể hiện xuống tới là 40 Hz. Đấy. Tức là cái củ bát này vang tiếng rất là sâu tiếng bát. Đấy, và nói đến RCF thì chắc là các bác biết rồi đúng không? Đấy, một trong những cái sản phẩm phải nói là cực kỳ là đẳng cấp trên thị trường đúng không ạ? Đấy, các bác có thể thấy là từ của nó này, cực kỳ là to nhé. To và đen, đen nó là đen rền luôn, nhìn nó rất là chất lượng luôn ạ. Đấy, có thấy không? Nhìn cực kỳ là chất lượng nhé. Đấy, và cái đặc tính riêng của những cái dòng này thì các bác nhìn là sẽ biết là hàng này nó cực kỳ đẳng cấp. Đó, và củ bát của nó cũng rất là nặng nhé. Đấy, vậy những cái trường hợp nào thì các bác nên thay củ bát? Đấy, anh em dùng hoa full lâu năm, đấy, từ nó xuống hoặc là bát rẻ. Đấy, nó nổi và cháy đi cháy lại rất là nhiều lần. Đấy, tức là không muốn sử dụng nữa, nghe tiếng nó không chắc gọn nữa, thì các bác có thể sử dụng củ bát của RCF này. Đấy, về đảm bảo các bác là đánh tiếng là bao căng luôn nhé. Đấy, bao căng, đấy, côn nhện các bác thấy không? Nhìn cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đấy, côn nhện rất là đẹp nhé. Đấy. Đây. Còn mặt trước của nó thì là được trang bị là gân của nó là gân vải này, gân vải thẩm dầu. Đấy, gân hai xếp. Nhìn cực kỳ là đẹp. Rồi cái viền của nó này, đấy, cái đặc trưng của cái dòng này này, đấy, xương của nó rất là cứng cáp, xương rất là cứng cáp nhé. Đó, em quay rất là kỹ và cẩn thận cho các bác. Đấy, tiếng bát những cái dòng này thì anh em nghe thì các bác đã trải nghiệm rồi thì chắc là các bác sẽ biết. Đấy, nói đến cái thương hiệu này thì nó rất là nổi tiếng rồi đúng không ạ? Đấy, chuyên cho sự kiện. Rồi râu ria này có thấy không? Đấy, râu ria nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Rồi anh em nhìn cái từ này, em thì em thích nhất những cái từ này của nó này. Đấy, từ này là từ cái linh kiện của nó, linh kiện cao cấp luôn anh em nhé. Nhìn nó sáng loáng này. Đấy, nhìn nó sáng loáng luôn. Đó, nó đáng đồng tiền để các bác có thể bỏ ra để sử dụng trải nghiệm những cái dòng này. Đó. Từ 190 côn 76. Đấy, từ 190 côn 76. Kết nối loa thì cũng rất là dễ dàng, các bác có thể kết nối trực tiếp khi các bác ấn vào đây. Cực âm cực dương họ ghi luôn cho anh em để các bác khi mà cắm nó không bị nhầm này. Đấy, xương của nó rất là dày luôn. Đấy, xương rất là dày nhá. Củ bát này nó nặng hơn những cái củ bát thông thường. Đấy, củ bát rất nặng. Đấy. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp tới Tuyên Vũ chúng em để tư vấn hỗ trợ nhé. Và xin chào các bác.